Vào năm 2006, một vụ cướp tiền mặt lớn nhất trong lịch sử nước Anh đã xảy ra tại kho tiền Securitas ở thị trấn Tonbridge, hạt Kent. 7 tên cướp đã cải trang thành cảnh sát và thực hiện một kế hoạch tinh vi để chiếm đoạt gần 53 triệu bảng Anh. Kho tiền Securitas nằm gần 3 đồn cảnh sát, là nơi điều hành bởi công ty Securitas và có khoảng 80 nhân viên làm việc toàn thời gian chia thành 3 ca. Công việc chính tại đây là phân loại và đếm tiền giấy được chuyển đến bằng xe bọc thép trước khi gửi lại để bổ sung cho các máy ATM trên toàn quốc. Tối ngày 21 tháng 2 năm 2006, Colin, quản lý của kho tiền, đang lái xe về nhà thì bị chặn lại bởi một chiếc xe cảnh sát không có nhãn hiệu, với đèn xanh lam nhấp nháy. Một trong hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đến gần cửa sổ xe của Colin, yêu cầu ông tắt động cơ và để nguyên chìa khóa. Tưởng rằng đó là một cuộc kiểm tra bình thường, Colin tuân thủ yêu cầu của họ. Tuy nhiên, ông không hề biết rằng những người đàn ông này thực chất là bọn cướp đang cải trang. Chúng đã trói ông và đưa ông đến một địa điểm bí mật. Trong khi đó, một nhóm khác của bọn cướp đã đến nhà của Colin, nơi vợ và con của ông đang ở. Chúng đe dọa và bắt cóc họ, đưa cả gia đình đến nơi Colin đang bị giam giữ. Tại đây, chúng uy hiếp Colin bằng cách đe dọa tính mạng của vợ và con ông, buộc ông phải hợp tác mở cửa kho tiền Securitas. Dưới sự đe dọa, Colin không còn cách nào khác ngoài việc tuân thủ yêu cầu của bọn cướp. Khi đến kho tiền, chúng đã bắt tất cả nhân viên làm việc vào ca đêm làm con tin, buộc họ phải giúp đỡ trong việc lấy đi số tiền khổng lồ. Quá trình đột nhập và lấy tiền diễn ra suôn sẻ, bọn cướp đã chiếm đoạt gần 53 triệu bảng Anh trong thời gian ngắn. Sau khi hoàn thành, chúng đã rời khỏi hiện trường mà không để lại bất kỳ dấu vết nào có thể giúp cảnh sát lần ra tung tích. Colin và gia đình ông may mắn không bị tổn thương về thể xác, nhưng tinh thần họ đã bị ảnh hưởng nặng nề. Vụ cướp đã khiến cả nước Anh chấn động, không chỉ vì số tiền lớn mà còn vì cách thức táo bạo và tinh vi mà bọn cướp đã thực hiện. Cảnh sát đã triển khai một cuộc điều tra rộng khắp với hy vọng tìm ra manh mối dẫn đến nhóm tội phạm. Nhiều tuần sau đó, các manh mối dần lộ diện khi cảnh sát tìm thấy một số bằng chứng, bao gồm các đoạn video giám sát và lời khai của những nhân chứng tình cờ thấy bọn cướp trong đêm xảy ra vụ việc. Một số thành viên của nhóm cướp đã bị bắt giữ và đưa ra xét xử, nhưng một phần lớn số tiền vẫn chưa được thu hồi. Vụ cướp kho tiền Securitas không chỉ là một sự kiện đáng nhớ trong lịch sử tội phạm của Anh, mà còn là lời cảnh báo về việc bảo vệ an ninh cho các cơ sở tài chính. Các biện pháp an ninh đã được thắt chặt hơn sau vụ việc, nhằm ngăn chặn những sự cố tương tự xảy ra trong tương lai. Kết quả của cuộc điều tra và xét xử đã đưa ra ánh sáng nhiều chi tiết về kế hoạch tinh vi và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của bọn cướp. Vụ việc này đã trở thành một bài học quan trọng cho cả ngành công nghiệp bảo vệ và lực lượng cảnh sát trong việc đối phó với tội phạm có tổ chức.